Chị Trân có phát biểu cảm tưởng gì trước không chị Trân? Có tuyên bố lý do gì không chị? Hả? Có tuyên bố gì không? Giờ có sức cho nó tuyên bố đi. Sao buồn vậy quá? Mà hấp sắp không được hả? Không qua à? Sao buồn mình dữ vậy? Mấy cái gì? Công nhận là cái nhóm này ăn tới tóc thì chưa đúng rồi nói bụng mít trời tới tóc mình biết bảo tàng không nào bảo tàng á ở viện bảo tàng đó nằm ở dưới cái ông mà chỉ ra đại đi. Chị nói gì đi, chị không nói gì hết trơn hả? Ăn không thì nó phải không? Quay phim nha, tao để lên YouTube cái này lên chán. Tụi tao bơi. Đưa mấy mì lên chán. Đúng rồi, đâu. Tại vì đó là cái mục nói gì hết trơn hả? Không nói gì hết trơn hả? Mày sao không nghe được vậy?